Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ lời của Ngài và hy vọng rằng những lời này sẽ giúp đỡ cho đời sống của tất cả anh chị em mình cùng tiến lên trong sự nhận biết lẽ thật để đời sống chúng ta được thịnh vượng, được tự do và được hoàn toàn chiếu ra được vinh quang của Đức Chúa Trời trên đất này. Anh chị em nhìn thấy thế giới ngày hôm nay, nó đã tiến dần đến thời kỳ cuối cùng. Một cái thời kỳ mà chúng ta chưa bao giờ thấy trước đây. Đạo đức sa đọa, bão tố, lũ lụt, tai nạn, chiến tranh khắp mọi nơi. Và không một ngày nào ở trên đất này được sống bình an. Đó là điều mà thực tế đã xảy ra. Nhưng khi chúng ta nhìn lại trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự điều tốt, con người tốt, cây cỏ tốt, mặt trời mặt trăng, tất cả mọi điều kiện thật tốt để cho con người sống và tôn kính danh của Ngài. Thì những điều xấu xa, bậy bạ, ghê tởm đó ở đâu mà ra? Tại sao như vậy? Tại sao một Đức Chúa Trời tốt lành, một Đức Chúa Trời đầy nhân từ và lòng thương xót, và nói rằng Ngài tạo dựng trời và đất như vậy, mà hôm nay ở trong trời đất này toàn bộ những sự gian ác xấu xa đang lộng hành? Tôi nghĩ một người để ý, một người có tâm chắc chắn sẽ nảy sinh câu hỏi đó. Giống như có một câu chuyện kể rằng có một người kia gặp Rihak Bonki là nhà truyền giáo mà vừa về với Chúa đó. Ông hỏi: "Ông bên kia, tôi không thể nào tin có Đức Chúa Trời được. Ông giảng thì gì giảng nhưng mà tôi không thể tin được. Ông cứ nói rằng Đức Chúa Trời là tốt, mà tại sao thế giới đầy dậy đau thương, chiến tranh, bệnh tật, đau yếu, nghèo đói, chết người, giết người. Tôi không thể tin được là có một Đức Chúa Trời tốt lành như ông giảng." Anh chị em thấy không ạ? Và nhiều người thắc mắc, nhiều người trở nên vô tính, nhiều người trở nên chai lòng vì những cái điều này xảy ra. Và hôm nay tôi đến với anh chị em để chia sẻ một cái thông điệp quan trọng để cho chúng ta hiểu được tại sao thế giới đầy đau khổ và làm thế nào để chúng ta chiến thắng và thoát ra được. Anh chị em biết không, nếu mình đọc kỹ trong Sáng Thế Ký chương 3 sẽ thấy thế giới bắt đầu đau khổ khi Eva phạm tội. Và sự đau khổ đó trở thành hiện thực khi Đức Chúa Trời nói 3 lời rủa xả. Lời thứ nhất, Ngài dành cho con rắn là ma quỷ: "Bởi vì mày đã khiến cho Eva người nữ phạm tội, nói những lời dụ dỗ lừa dối, cho nên cả đời mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất." Tôi tin là con rắn trước kia nó có chân sau khi bị rủa cái trùi lũi chân luôn còn bụng không, bò bằng bụng trước nó ăn đủ thứ, giờ cứ dưới đất chui thôi. Rủa, đây là một cái sự biến đổi tức thì, một cái sự tồi tệ đã xảy ra. Rồi sau đó Chúa nói cho Eva, đúng không? "Bởi vì ngươi nghe lời con rắn, cho nên bây giờ ngươi phải đau đớn trong cơn sinh nở, và dục vọng của ngươi phải xu hướng về người nam. Người nam sẽ cai trị ngươi." Ngày hôm nay chúng ta thấy bạo hành ở trong gia đình. Những cái đất nước như những đất nước Hồi giáo thì người phụ nữ chả là cái gì cả. Suốt ngày ăn xong che kín mít, còn hai mắt không biết người nào là người nào, tên tuổi là gì, không biết luôn. Anh xem sang mấy nước đất Hồi giáo thấy đúng là rủa xả thiệt. Người nữ mà ăn mặc đẹp một tí là đưa lên treo cổ luôn. Anh chị em có thích sống với đất nước đó không? Kinh khủng. Và bị rủa xả. Rồi lời rủa xả thứ ba là cho Adam: "Vì ngươi nghe lời vợ để phạm tội, cho nên bây giờ ngươi phải đổ mồ hôi trắng mới có cái ăn. Ngươi sẽ sống đau khổ cả đời để tìm miếng ăn,
rồi ngươi sẽ chết và trở về bụi đất. Điều đó tôi muốn nói lên gì anh chị em? Sự đau khổ đến đằng sau một lời rủa xả. Đằng sau sự rủa xả. Và dòng dõi Adam sau đó bắt đầu sống dưới sự rủa xả. Cho nên chúng ta có thể hiểu được một chân lý rằng sự rủa xả, đằng sau của sự rủa xả luôn có những thế lực tà linh để nó thực hiện những gì mà lời rủa xả được công bố ra. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, nhân lành, Ngài không có điều ác và Ngài cũng không làm sự ác bao giờ. Kinh Thánh trong sách Gia Cơ nói như vậy. Trong Ngài không có sự ác. Vậy thì sự ác ở đâu ra trên thế giới này? Giết người ở đâu ra? Trộm cắp ở đâu ra? Ngoại tình đâu ra? Đồng tính ở đâu ra? Tà dâm ở đâu ra? Chiến tranh ở đâu ra? Đói nghèo ở đâu ra? Tất cả những sự đó là việc làm của những tà linh hợp pháp đằng sau những lời rủa xả. Cho nên có một gì đó vỡ ra sau khi Đức Chúa Trời công bố cái sự rủa xả. Anh em biết, tôi lấy hình ảnh này để chúng ta dễ hiểu. Nó giống như vỡ đập vậy đó. Thời gian vừa rồi anh em thấy không à? Đập mà vỡ một cái thì sao? Nhà cửa trôi hết, ruộng vườn trôi hết, gà, trâu, bò leo lên mái nhà đi, người chết hết, tất cả tài sản đi hết chỉ trong phút chốc thôi. Cho nên tôi lấy hình ảnh rằng cái sự rủa xả nó đến như là sự kiện vỡ đập, nghĩa là con người được Đức Chúa Trời tạo dựng với một sự bảo vệ, với một cái biên giới bảo vệ rất an ninh, và con người sống trong vườn địa đàng với đầy đủ sự cung ứng về phần hồn, phần linh lẫn phần thể chất. Nhưng ngay khi con người phạm tội thì tôi nói rằng cái đập đó bị vỡ và nước lũ tràn về, có nghĩa là quyền lực tà linh tràn về và cướp, giết, hủy diệt bắt đầu đến trên loài người. Đó là sự thật anh chị em. Cho nên dù chúng ta là ai, dù hiện tại mình là người nào, thì anh chị em à, chúng ta có một quá khứ ở dưới quyền lực của Satan. Anh chị em có amen điều đó? Bởi vì câu Kinh Thánh thuộc lòng mà anh chị em vừa đọc đó, cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Dù hiện tại mình là ai không chưa biết, nhưng mà quá khứ mình đã từng ở dưới quyền lực của Satan và nó cướp, giết, hủy diệt. Quá khứ mình đã từng sống dưới sự rủa xả và nó để lại những hậu quả, nó để lại những điều mà mình cần phải xử lý. Cảm ơn Chúa hôm nay chúng ta có danh của Chúa Giêsu để xử lý. Chúng ta có công tác của thập tự giá mà Chúa Giêsu đã làm, như trong Galati chương 3 câu 13 chép rằng bởi thập tự giá Ngài đã cất sự rủa xả ra khỏi chúng ta là những người tin Ngài. Tức là chúng ta đã có thuốc. Như anh chị em à, thuốc để trên bàn nó sẽ không có giá trị gì. Không à, chúng ta phải lấy thuốc đó uống vào người. Chúng ta phải biết cách áp dụng lẽ thật của thập tự giá. Chúng ta biết cách áp dụng huyết và danh của Chúa Giêsu để trừ khử những sự rủa xả đã từng bước vào đời sống của chúng ta. Đó là cơ sở cho chức vụ giải cứu chữa lành ngày hôm nay. Nếu như tự động mọi người đều được tự do thì chắc không cần đến giải cứu chữa lành, chắc không cần đến cầu nguyện làm gì. Anh chị em cứ xưng Giêsu ơi, Ngài là Chúa con, thế là tự động hết. Nhưng anh chị em mà không tự động, chúng ta cần được uống thuốc. Và thuốc đó chính là danh, là huyết, là lời của Đức Chúa Trời.
Cho nên hôm nay tôi sẽ cậy lời của Chúa để tôi nói qua vài cái điều về cái sự rủa xả đã được ghi chép ở trong Kinh Thánh. Để làm gì? Để mỗi một anh em chúng ta ngồi đây sẽ rà soát lại cuộc đời của mình, từ quá khứ cho đến hiện tại, xem thử còn có những dấu vết nào của Satan trên đời sống của chúng ta hay không. Và nếu còn thì chúng ta cần nhờ cậy danh của Chúa, nhờ cậy huyết của Chúa, nhờ cậy lời của Chúa để được tự do. Tôi nói lại với anh em rằng chỉ có một con người tự do mới có thể tiếp cận đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời và sống một đời sống đầy vinh hiển và hoàn thành mục đích của Chúa trên đất này. Còn người nào chưa được tự do thì chúng ta vẫn bước đi, nhưng mà chúng ta bước đi với những dây xiềng, dây xích ở dưới chân, dưới tay. Chúng ta vẫn đi nhưng mà đi rất giới hạn. Chúng ta đi nhưng mà không thể đi nhanh được. Chúng ta đi nhưng không thể đi xa được. Và cuộc đời chúng ta tràn đầy những giới hạn. Chúng ta hãy cùng tôi mở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28. Đây là chương sách nói rất rõ, rất chi tiết, cụ thể và đầy đủ nhất trong Kinh Thánh về phước lành và sự rủa xả mà chúng ta cần phải lãnh hội. Lãnh hội để đời sống của chúng ta được tự do. Chúng ta biết lẽ thật, nhận biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha chúng ta. Anh em đã mở rồi phải không ạ? Tôi thấy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 có 68 câu. Thì trong đó chỉ có 14 câu nói về phước lành thôi. Anh em để ý không ạ? Có nghĩa là 4 phần 5 của chương sách này nói về sự rủa xả, cảnh báo cho con người biết hậu quả của một người sống dưới sự rủa xả. Điều đó nói lên gì anh chị em? Điều đó nói lên rằng sự rủa xả có một cái hậu quả rất tàn khốc. Điều đó nói lên rằng hiểu biết về điều này cực kỳ quan trọng. 68 câu mà chỉ có 14 câu nói về phước lành thôi. Anh em lấy 68 trừ đi 14 đó, là còn lại là 54 câu là nói về hậu quả tàn khốc của sự rủa xả. Và rủa xả như là kết quả của gì anh em? Sự rủa xả là kết quả của việc bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bất tuân mạng lệnh. Có người nói rằng Đức Chúa Trời rủa, Đức Chúa Trời làm. Không, tôi nói cho anh chị em hiểu điều này một chút để chúng ta hiểu rõ. Luật giao thông quy định rằng hãy đi ra đường thì phải đi bên phải, có đúng không? Đó là luật. Khi anh đi bên phải, anh đi đúng tốc độ, không gì xảy ra, đi đến nơi, về đến nhà bình an, vui vẻ, không có anh áo vàng nào tuyết cả. Anh áo vàng nào chạy ra tuyết khi mình đi đúng luật à. Nhưng mà rõ ràng khi anh đi quá tốc độ, sai làn đường, thậm chí vượt đèn đỏ, thậm chí ra luôn và bên trái đi luôn, thì sao ạ? Hậu quả liền, ít nhất là bị phạt, mà nhiều nhất là gì? Vô bệnh viện, gãy xương thôi. Và đây chính là hình ảnh nói cho anh em hiểu về sự rủa xả. Có nghĩa là Đức Chúa Trời định cho một cái điều tốt cho con người, và Ngài đặt những cái quy luật của Ngài vào đó. Nhưng con người không chịu nghe theo, con người không sống theo, con người không làm theo, và con người cứ thích làm theo ý riêng mình, hoặc là thích làm theo sự dụ dỗ của ma quỷ, để rồi cuối cùng một cái hậu quả nó xảy đến cho đời sống tâm linh, tâm hồn và thể chất của mình, gia đình mình, xã hội mình, cộng đồng mình, đủ kiểu hết. Rồi chúng ta lại kêu trời ơi, ông ở đâu, sao ông để tôi khổ quá. Do mình đấy thôi, tất cả là do mình.
Cho nên ở đây trong câu thứ 15 tôi đọc anh chị em nghe: nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nay là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Anh em thấy không ạ? Cái gì cũng có nguyên nhân cả, không có cái gì tự nhiên cả, tất cả đều có nguyên nhân. Cho nên tôi nhắc lại là sự rủa xả là hậu quả của việc bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, bất tuân cái quy định của Đức Chúa Trời. Và nhiều lắm, rất là nhiều thứ mà chúng ta nhìn thấy hôm nay con người chúng ta sống không có tuân theo cái quy luật của Đức Chúa Trời, và hậu quả xảy ra những cái điều vô cùng tồi tệ mà chúng ta nhìn thấy trong 10 điều răn của Chúa. Là chúng ta thấy không nói đâu xa, chỉ nói 10 điều răn của Chúa thôi. Điều răn thứ hai nói gì anh chị em? Đừng làm tượng chạm và đừng quay lại nó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thử nhìn trên những đất nước, nhất là những đất nước Á Châu, chúng ta thấy sao ạ? Tượng, ma quỷ, đền chùa, miếu mạo tùm lum. Những thứ đó mà gom lại tôi nghĩ là nó cao hơn núi Thái Sơn luôn. Và Kinh Thánh chép là: vì các ngươi thờ lạy tà thần, cúng bái ma quỷ, cầu hỏi ma quỷ, nhưng vì vậy mà đất bị ô uế nhiều lắm thầy. Đất mà ngươi sống đã bị ô uế, ngươi đã gieo sự rủa xả trên vùng đất đó. Khi chúng ta lập lên những miếu đình để thờ lạy ma quỷ, để cầu hồn, để nói chuyện với ma quỷ, là chúng ta đã gieo sự rủa xả vào mảnh đất đó. Chúng ta rước những điều đó về nhà mình, có nghĩa là chúng ta đang gieo sự rủa xả vào trong gia đình mình. Nhiều lắm. Rồi những điều răn tiếp theo chúng ta thấy đó, đúng không ạ? Có 10 điều răn thì 4 điều có trách nhiệm với Đức Chúa Trời và 6 điều chúng ta có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Đừng tham lam, đừng nóng giận, đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng tà dâm, đừng trộm cướp. Đủ thứ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy con người phớt lờ những điều này của Chúa. Con người tranh nhau, giết nhau để đoạt lợi, đúng không ạ? Vì lợi quên tình, quên nghĩa. Vì lợi quên cả đạo đức. Vì lợi quên cả công lý. Và đó sao anh chị em? Sự rủa xả giáng xuống. Nhiều lắm. Rất là nhiều. Cho nên nếu mà kể những điều đó thì kể cả ngày không hết. Trong phạm vi bài giảng ngày hôm nay, tôi nói với anh chị em, sự rủa xả nó hiển hiện trên đời sống con người ở 3 lĩnh vực. Ở 3 lĩnh vực dễ thấy nhất, dễ thấy nhất mà anh chị em nào hay là con người nào đang ở trong nó, kiểm tra ra là thấy liền. Và thấy rồi là phải xử lý, thấy rồi là phải ăn năn, thấy rồi là phải được chữa lành, được giải cứu, được nhờ ơn của Chúa để giúp mình được xóa bỏ và tự do. Đầu tiên tôi nhìn thấy đó, thứ nhất là lĩnh vực sức khỏe. Cái người mà ở dưới sự rủa xả không có sức khỏe về tinh thần lẫn thể chất, cả hai luôn nha anh chị em. Tôi đọc cho anh chị em câu 28 và câu 29 trong chương 28 này. Câu 28, câu 29 nói làm sao ạ? Lại giáng cho ngươi sự sửng sốt, sự đuôi mù, sự lãng trí. Đường buổi trưa ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Ngươi không được may mắn trong công việc mình, hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật, chẳng ai giải cứu cho. Tôi gọi đây là sức khỏe tinh thần bị sụt giảm. Cho nên ngày hôm nay những cái thứ như là bị điên khùng, lãng trí, loạn trí ở trong những gia đình, ở trong những dòng họ, cứ sinh ra 5-7 người con thì có một đứa con tâm thần. Đây là dấu hiệu của sự rủa xả. Rủa xả. Trí tuệ không bình thường, thiểu năng trí tuệ, lãng trí, đuôi mù, phải không ạ? Nhiều thứ.
Và những điều này là dấu hiệu của sự rủa xả trên dòng họ đó, trên con người đó, trên cá nhân đó. Dĩ nhiên y học ngày hôm nay thì nói là thần kinh, vân vân và vân vân để chữa lành. Nhưng tôi muốn nói anh chị em một câu nữa như thế này rất là hay nè. Tôi sẽ đọc cho anh chị em câu 21, 22, câu 27 và câu 35 nha. Và chúng ta sẽ tổng hợp lại. Câu 21 nói như sao ạ? Đức Giê-hô-va sẽ khiến cho ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao, sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nội đó đuổi theo kịp ngươi cho đến khi chết mất. Tiếp theo nè, câu 27 nha anh chị em. Câu 27. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chóc của xứ Ai Cập, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lác mà ngươi không thể chữa lành. Câu 35, tôi nhắc lại lần nữa câu 35 nha. Câu 35. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được từ bàn chân cho chí gót đầu. Rồi, anh chị em tổng hợp lại những câu này sẽ thấy có một điểm chung. Đó là bệnh về tinh thần lẫn thể chất. Nhưng mà Chúa nhắc đi nhắc lại hai lần là gì? Không thể chữa lành. Có người một cái bệnh đó vô bệnh viện và người ta cho uống thuốc hết. Nhưng mà cái người mà ở dưới rủa xả đi bệnh viện về tại lại không hết được. Và người ta nói là người này không hạp thuốc. Không có gì không hạp thuốc hết trơn á. Cái sự rủa xả đã giáng rồi thì bệnh đó là vĩnh viễn, không bao giờ hết cho đến khi được giải cứu xong. Có những người đau đầu cứ theo đau thôi, không biết lý do đâu, cứ theo đau, uống bao nhiêu thuốc cũng không thể hết. Đến mùa đến gió, cứ đến giờ đó, năm đó, tháng đó là nó đau và phải chịu như vậy. Còn có những người khác thì bị đau nhức toàn thân. Đấy, trong này nè, từ đầu gối cho đến gót chân cho đến trí đầu, ngươi đau nhất mà không thể chữa lành được. Anh em thấy những chứng bệnh đó, đau nhất triền miên. Và hỏi sao đau nhất, chẳng biết sao đau nhất, cứ đến thế mà đau nhất. Đây là những bệnh về tinh thần lẫn thể chất mà hậu quả của sự rủa xả đã giáng đến. Cho nên chúng ta phải kiểm nghiệm xem về mặt thể chất của mình ngày hôm nay ổn không. Thế giới ngày hôm nay chắc chắn rồi anh chị em, cái chuyện đau bệnh là cái chuyện bình thường. Lâu lâu nhức đầu sổ mũi là chuyện bình thường. Nhưng cái quan trọng nè, cái bệnh của anh em có chữa lành được không? Hay là nó đã theo anh em 20 năm, 10 năm rồi, và đi bác sĩ khám thì bác sĩ nói thôi về ráng sống chung với lũ đi, mạng tính rồi. Hãy chú ý cái từ đó, mạng tính rồi, chữa không được nữa. Bác sĩ nói đúng đấy, nhưng mà Chúa Giê-xu thì chữa được. Bởi vì Chúa Giê-xu biết rằng cái thứ này phải diệt tận gốc chứ không phải diệt bằng ngọn. Phải cắt đi cái tà linh đứng đằng sau sự rủa xả này, phải đuổi cái con quỷ đứng đằng sau sự rủa xả này thì bệnh nem tự động khỏi. Đó là sự thật. Cho nên về mặt thể chất á, cái con người mà ở dưới sự rủa xả đó có một cái sức khỏe rất không ổn định, rất không ổn định. Quanh năm đau yếu, đau yếu quanh năm. Còn cái người bình thường thì dĩ nhiên lâu lâu đau yếu một lần uống thuốc không sao. Nhưng mà con người mà đau yếu quanh năm, đi chữa không khỏi, năm nào cũng phải ghé bệnh viện, là anh chị em coi có dấu hiệu của nó. Chú ý ha. Thứ nhất là về sức khỏe. Thứ hai, tôi muốn nói một chút về gia đình. Cái người đứng ở dưới sự rủa xả nó có một cái sự tồi tệ về gia đình. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe mấy câu kinh thánh nói về điều này nha. Câu 32. Câu 32 chép như thế này. Câu 32 chép như thế này: các con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại bang, có mắt ngươi thấy hằng ngày hao mòn vì trông mong chúng nó, song tay ngươi không còn sức cứu vớt.
Câu 32. Rồi, câu 41. Câu 41 nói như thế này: ngươi sẽ sanh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm tội mọi. Ok. Hai câu kinh thánh này nói lên điều gì anh chị em? Gia đình nào ở trong sự rủa sả, dù có sinh được con cái thì chúng nó cũng không ở mãi trong nhà được. Và có những người nói rằng tôi có rất nhiều con cái, nhưng mà về nhà, về già tôi bị bỏ rơi cô đơn, tôi sống thui thủi một mình, 80-90 rồi cũng phải tự giặt giũ, nấu ăn nấu uống, tự lo bản thân. Con cái đi đâu mất tiêu hết trơn. Đây là dấu hiệu, đây là dấu hiệu rằng Đức Giê-hô-va đã cất đi phước hạnh của người ở dưới sự rủa sả. Con cái là sức lực, không ạ? Con cái là gì ạ? Là phần thưởng. Con cái là ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng khi mà mình ở dưới sự rủa sả thì con cái nó đi hết, đi trời. Lúc nhỏ thì làm việc quần quật nuôi nó, đến khi nó lớn 17, 18, 20 tuổi rồi thì đứa nào đứa nấy mọc cánh bay hết, bay như chim vậy. Và cuối cùng nằm tò thở mình, bảo ôi con cái tôi đâu hết rồi. Đó, đó là dấu hiệu sẽ chết trong cô đơn, sẽ chết trong cô đơn và lẻ loi, không người chăm sóc. Đó là dấu hiệu đó anh chị. Cho nên mình sẽ thấy rằng về sức khỏe, về gia đình sẽ bị tan nát dần dần. Gia đình mới đầu sum họp lắm, nhưng mà dần dần bắt đầu chia đàn sẽ nghe dần dần. Anh em bắt đầu tranh cạnh nhau, đủ thứ bắt đầu chia đàn sẽ nghe dần dần. Dần dần nó tan nát dần dần, và cuối cùng lẻ loi hết, không còn gì cả. Đó là dấu hiệu của sự rủa sả. Anh em nhớ hai lĩnh vực rồi ha. Lĩnh vực thứ nhất là sức khỏe, lĩnh vực thứ hai là gia đình và hôn nhân, con cái. Và một lĩnh vực thứ ba mà tôi thấy rất rõ ở đây là lĩnh vực tài chánh. Tài chánh, tiền bạc, liên quan đến tiền bạc. Bây giờ mình đọc một số câu kinh thánh để nói về điều này nha. Chúng ta sẽ đọc từ câu 38 đến câu thứ 44. Và kinh thánh chép như sau, anh em hãy chú ý nghe nha. Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào cào ăn sạch. Ngươi trồng nho xong không được uống rượu, và không gặt hái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây olive ở trong cả địa phận mình, nhưng lại không được sức dầu, vì cây olive sẽ rụng trái. Ngươi sẽ sanh con trai con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó bị bắt làm mọi. Con rầy sẽ ăn hết cây cối và thổ sản của ngươi. Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lướt trên ngươi ngày càng cao, còn ngươi lại hạ xuống ngày càng thấp. Họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại. Họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi thì ở đằng đuôi. Anh em thấy không ạ? Đây là câu kinh thánh nói về sự rủa sả trong lĩnh vực tài chánh. Đọc mấy câu kinh thánh này chúng ta thấy điều gì ạ? Chúng ta thấy một điều rằng là cái người này làm rất là nhiều, nhưng mà kết quả thì rất là ít. Đó là dấu hiệu thứ nhất. Có những người làm 30 Tết không nghỉ luôn, nhưng mà sang mùng 1 Tết tiêu xài tất cả mọi thứ xong rồi, qua 3 ngày Tết xong rồi, tổng kết lại là nợ một đống. Có nghĩa là người ta nói ra, ôi sao tôi làm quá nhiều mà tiền đâu hết, không thấy. Có trường hợp đó, làm quần quật luôn, từ sáng đến chiều luôn, không thấy tiền đâu. Tức là làm nhiều nhưng mà gặt hái rất ít. Đó là dấu hiệu anh em thấy ha. Dấu hiệu thứ hai là gì ạ? Dấu hiệu thứ hai là ngươi trồng nho xong không được uống. Có nghĩa là mình làm ra được của cải, mình làm ra được tất cả mọi điều, nhưng mà con người mình sao ạ? Không được hưởng một cái gì cả. Có những người làm ra được đó, nhưng mà một cốc nước mát cũng không dám uống, một bát phở ngon cũng không dám ăn, một cái gì đó
quần áo đẹp cũng không dám mua mặc cho mình, một đôi giày tốt cũng không dám sắm cho mình, cả đời lam lũ. Tôi thấy có câu chuyện kể có cái ông ăn mày ở đâu dưới đây, không à, đến ngày ông chết rồi đó, ông cứ đi ăn xin vậy thôi, ông xin ai cho gì ông ăn nấy, ông có nồi niêu son chảo gì cả, ông chẳng sắm gì, ông ngủ gầm cầu, rồi ông gặp đâu thì ông ở đó, và đến ngày ông chết á thì người ta mới lột quần áo ra để chuẩn bị mặc áo xô đồ băng bó, thì thấy ông dắt xung quanh ông á là mấy chục triệu với 10 lượng vàng, ông dắt xung quanh bụng. Tôi đọc câu chuyện đó mà tôi nói, sao cái chuyện này? Mà đúng thiệt có anh chị em ơi, ở đời này có thiệt chuyện đó, có cái chuyện là vàng bạc dắt đầy người hết nhưng mà đi ăn mày với lại chết đói. Ô, cái chuyện này là chỉ cái sự rủa xả nó làm thôi, chứ người bình thường có làm được không anh chị em? Người bình thường không có như thế được. Nó khiến ra như vậy, sự rủa xả nó khiến cho con người ta không thể nào có được sự vui hưởng cho bản thân, sống một cuộc đời lam lũ bằng hàng, mặc dù làm ra rất nhiều thứ. Anh em thấy. Và điều thứ ba sao anh chị em? Ngươi sẽ có cây olive trong cả địa phận mình nhưng không được sức dầu. Có nghĩa là nhìn cái người đó trong sao ạ? Trong nó hèn mạt lắm. Nó không có sự vinh hiển, nó không có sự tươi sáng, nó không có cái sự sang trọng, mặc dù có thể người đó có đang làm lụng, đang ra tiền ra bạc đấy, mà suốt cuộc đời nó như vậy, không có một chút gì vinh hiển, không có một cái tiếng nói nào trong xã hội, không có một cái trọng lượng nào ở trong cộng đồng, không có một cái sự tôn trọng nào trong gia đình cả. Đó là dấu hiệu của cái sự rủa xả. Sức dầu là biểu hiện của sự tôn trọng. Rồi sao nữa anh chị em? Tình trạng tài chánh cứ giảm dần đều. Trong chuyện làm ăn thì cái chuyện được thua là chuyện bình thường, phải không ạ? Tôi buôn bán cái này, lần này tôi thua nhưng mà lần sau tôi thắng là chuyện bình thường. Nhưng mà người được phước là người có cái hình như thế này nè, nó đi lên, đúng không? Cái hình xin á, lúc thắng lúc thua, lúc thắng lúc thua, nhưng mà lúc nào cũng đi lên. Còn cái người bị rủa xả cũng thắng thua nhưng mà sao? Đi xuống. Thắng thua một hồi là phá sản luôn. Và câu cuối cùng sao ạ? Người sẽ vay người ta và người thành con nợ của người ta. Anh em thấy không ạ? Họ sẽ cho người vay còn người chẳng hề cho vay lại. Họ sẽ ở đằng đầu còn người ở đằng đuôi. Khởi đầu như nhau nhưng mà người ta thì dày, còn mình thì cứ xuống dần. Cuối cùng kết thúc cuộc đời trong nợ nần tù tội. Đó là dấu hiệu của sự rủa xả tài chánh. Anh chị em ơi, những cái điều này về sức khỏe, về gia đình, về tài chánh, ba cái quyền lực này nếu nó theo cuộc đời của ai đó thì anh chị em ơi, chắc là anh chị em sẽ thấy địa ngục ở trần gian. Đúng nghĩa luôn, địa ngục ở trần gian. Sống còn thua cả chết. Và nhiều người than lên: trời ơi, sao cuộc đời của tôi nó như thế này, không biết lối thoát. Đó là những dấu hiệu. Cho nên khi mình nghiên cứu Kinh Thánh thì lời của Đức Chúa Trời sẽ chỉ ra và làm cho mình bắt đầu rà soát lại cuộc đời của mình, xem thử trong cuộc sống của mình có những dấu hiệu này không, có những tình trạng này lặp đi lặp lại không, có những điều này đang hành động không. Thì anh em ơi, đích thị là có một quyền lực nó đang hành động một cách ẩn nấp ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho dù anh chị em hôm nay là con cái của Chúa, con cái của Chúa không có nghĩa là quyền lực Satan không hành động được. Con cái của Chúa mà phải nhận biết lẽ thật á, con cái của Chúa mà phải nhận dạng ma quỷ để đuổi nó đi á. Cho nên thằng ăn trộm nó núp dưới gầm giường và anh em tưởng rằng là nó sẽ để yên à? Không, nó chờ anh em đi ra đường là nó dọn sạch nhà anh chị. Thằng ăn trộm núp dưới gầm giường là phải phát hiện và đuổi nó ra. Chúa cho chúng ta sự sáng, Chúa cho chúng ta lẽ thật, Chúa cho chúng ta Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta danh của Ngài để làm gì? Kinh Thánh chép rằng: nhờ danh ta mà các ngươi sẽ trừ quỷ.
Chứ nếu không Chúa cho danh Chúa trừ quỷ để làm gì? Chúa nói câu đó không phải nói cho người thế gian đâu. Chúa nói câu đó là nói cho con cái của Ngài. Vì người thế gian thì Ngài nói rằng nếu con quỷ nó ra đi rồi, nó rước 7 con khác về, tệ hơn. Đừng có đuổi quỷ cho người thế gian, nhưng phải đuổi ma quỷ trong con cái của Ngài, để cho con cái của Ngài được tự do, để con cái của Ngài cất đi những quyền lực của rủa xả, để con cái của Ngài có thể sống đầy vinh quang, để con cái của Ngài có thể làm thành điều mà Chúa muốn họ làm. Amen chị em. Cho nên đó là sự thật ngày hôm nay. Nhiều người thì phủ nhận điều này, nhưng mà tôi nói rằng sự thật vẫn là sự thật, chân lý vẫn là chân lý. Dù mình có phủ nhận đi chăng nữa thì lẽ thật vẫn đứng trơ trơ như vậy. Cho nên chị em à, mình phải thành thật với chính mình. Anh chị em rà soát xem sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần. Anh em rà soát gia đình của mình xem. Anh em rà soát tình hình tài chánh của mình xem. Tiền bạc của mình xem. Rà soát lại xem điều gì đang ẩn nấp ở đằng sau. Cho nên chị em ơi, ở đây tôi thấy có một những tà linh đứng đằng sau những sự rủa xả. Và khi mình giải cứu, mình phải kêu đúng tên của nó. Đúng tên. Đúng tên của nó thì nó mới hiển lộ và nó mới rời đi. Ví dụ như bệnh tật, rất là nhiều chứng ở đây. Không ạ? Đãng trí, tâm thần, đó là tà linh cả đấy. Đau nhức, nóng sốt, tà linh cả đó. Nó gây ra những chứng bệnh này. Ung nhọt là một dạng của ung thư đấy, tà linh cả ra. Cho nên khi mình kêu đúng tên và mình ra lệnh cho nó đi thì những quyền lực đó thoát đi, và sức khỏe anh em được cải thiện, tài chính anh em được cải thiện, gia đình anh em được cải thiện. Đó là sự thật anh em. Cho nên tuần rồi tôi có nói về trong cái buổi thứ bảy tôi có nói về những cái tà linh trì hoãn, giới hạn thất bại, thì nó liên quan đến lĩnh vực tài chánh. Đúng không? Liên quan lĩnh vực tài chánh. Đó là gì vậy? Đó là đáng lý ra một cái điều mà tôi sắp sửa được hưởng rồi, xong rồi, đến cái ranh giới của sự thành công rồi, thì nếu chúng ta đứng ở dưới quyền lực của tà linh, của trì hoãn, thất bại, giới hạn, bắt đầu nó sẽ xuất hiện và nó làm cho anh em bị gãy đổ tại đúng cái ranh giới của sự thành công. Ngay khi anh em chuẩn bị có một công việc mới, người chủ chuẩn bị tuyển anh em rồi, người chủ bảo được rồi, ok, tôi thấy CV của anh tốt rồi, ngày mai lên để chúng tôi duyệt, thì tối về điện là thôi hoãn à, công ty không còn tuyển người nữa. Ngay khi anh em nói là ôi chúng tôi chuẩn bị có một giao dịch tốt vào ngày mai, ok, tôi đồng ý mua căn nhà này, thôi mai lên ký hợp đồng, ok, tôi đặt cọc. Tối về nói thôi, tôi tìm mối khác hay hơn à. Và điều đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ngay trên ranh giới của sự thành công thì anh em bị nó cướp đi. Tất cả những sự đó phải trừ khử đi anh chị. Nếu anh em không trừ khử đi, anh em còn vật vã với nó nhiều, đau đớn với nó nhiều, và nó cứ âm thầm cướp giết hủy diệt những điều tốt nhất của đời sống mình. Và lĩnh vực sức khỏe cũng vậy. Người ta hay nói sức khỏe thì quý hơn vàng mà. Sống trên đời này, người mà không có sức khỏe rồi á, nói thiệt sự chứ chẳng muốn gì cả, kim cương vàng bạc cũng chẳng muốn. Ngay khi anh em mà nằm trên giường đầu đau như búa bổ, đừng nghĩ đến vàng bạc kim cương. Giờ cho tôi hết đau đầu. Có đúng không? Sức khỏe là quý hơn vàng. Không có sức khỏe thì thua. Thua rồi, làm gì được. Cho nên nếu ngày hôm nay mình ở dưới sự rủa xả về lĩnh vực sức khỏe, về tinh thần lẫn thể chất, anh em sẽ thấy anh em làm ra bao nhiêu, anh em nuôi cái giường bệnh hết rồi. Và người ta hay nói câu rất hay: chiếc giường đắt nhất là chiếc giường ở trong bệnh viện. Chú cha nằm đêm mấy triệu mà chen nhau chứ có phải khách sạn 5 sao đâu. Anh chị, giường trong bệnh viện là giường đắt nhất. Đêm nằm mấy triệu bạc mà rồi chen nhau hôi hăm lung tung hết. Cho nên chị em ơi, nếu chúng ta ngày hôm nay mà sống một cuộc đời cứ phải gọi xe cấp cứu mới, thì hãy coi lại
năm bữa nửa tháng để ở ý e chạy trước nhà thì tôi căng lắm, tôi nghi ngờ lắm, rất nghi ngờ là cần đuổi quỷ. Rất nghi ngờ, không chứ em? Cứ năm bữa năm bảy ngày là ở ý e trước nhà là tôi phải thôi, cái này là phải xử lý Sa Tăng rồi, chứ không xử lý là không được à, không chứ em? Cho nên em làm bao nhiêu là nuôi giường bệnh hết, nằm bao nhiêu là bác sĩ vỗ tay hết, không biết ai bác sĩ ở đây không đó. Cho nên những cái thứ này chúng ta phải triệt để chậm lại nó. Còn nếu mình vẫn dung túng nó, mình vẫn cố chịu đựng nó, mình vẫn nói ô thiên hạ bệnh đầy mà. Đúng là thiên hạ bệnh đầy, nhưng mà Chúa muốn anh em không bệnh. Tại sao mình không sống như thế? Có đúng không chứ? Cho nên tôi cũng hay thường nói với Chúa, tôi nói Chúa ơi, con không muốn bệnh đâu. Bây giờ con sẽ sống và phục vụ Chúa. Đến ngày nào Chúa gọi con về cái đùng cái về thiên đàng luôn, chẳng ghé bệnh viện ngày nào, sướng. Con không thèm ở bệnh viện. Vì có một lần tôi uống phải cái thuốc gì của người ta kia cho, xong rồi đầu óc nó quay cuồng không biết. Bắt đầu bà xã tôi đưa vào bệnh viện quận 12 nè, đưa vào và nó nhét 3-4 người ngồi ở chỗ mà nó hôi hám. Thôi về, lập tức chạy về luôn. Và từ ngày hôm đó tôi nói Chúa ơi, con không muốn nhìn thấy cửa bệnh viện, không muốn. Chúa giúp con, Chúa sống phục vụ Chúa. Đến ngày cuối cùng nháy mắt cái là thấy thiên đàng luôn, khỏi bệnh viện. Vậy anh em muốn cuộc sống đó cần gì bệnh viện? Không cần. Chúa là Giê-hô-va đấng Ra-pha, đấng chữa lành cho chúng ta. Chúa là đấng cho chúng ta sức khỏe. Chúa là đấng giúp cho tuổi đăng thì chúng ta trở lại như chim phụng hoàng. Amen chứ. Lời Chúa như thế mà. Cho nên khi chúng ta thoát khỏi sự rủa sả về sức khỏe rồi, anh em sẽ thấy tinh thần và thể chất anh em sung mãn thôi rồi, tuyệt vời thôi rồi. Anh em thấy như tuổi 18 vậy đó. Tôi nhớ tuổi 18 thức 3 đêm một lúc không có xi nhê gì đó. Tuổi 18 sung sức, khỏe mạnh. Còn nếu mà sống dưới cái sự áp bức đó, tôi nói thật khổ lắm anh chị. Là điểm thứ ba là gia đình. Gia đình, người ta hay nói lắm, gia đình là tổ ấm mà, phải không ạ? Gia đình là tổ ấm. Gia đình là cái nơi mà dù đi đâu đi, có du lịch tứ phương tám hướng thì chán rồi thì nói thôi mình về nhà, cả lớp dạ về nhà. Nhưng mà khổ anh chị em à, trên thế gian này lại tồn tại những người không bao giờ muốn về nhà. Anh em thấy có đâu? Bởi vì nhà không còn là tổ ấm nữa, mà nhà là nhà tù, là nơi mà đại bàng với đại ca nó hành động ở đó. Nó giống như cô Thủy, cô hay nói mấy đứa con nó quậy tôi quá chịu rồi đó. Đại bàng với đại ca thôi chứ ai mà muốn về nhà. Cho nên khi sự rủa sả đã giáng xuống trên gia đình của mình thì anh chị em ơi, mình sẽ không có được một giây phút bình yên trong tâm hồn. Mình sẽ sống cực kỳ bị dày vò, áp bức, đau khổ từ ngày này đến ngày khác, giữa vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ. Kinh khủng. Đó là kinh khủng. Cho đến một ngày nó phá tan nát hết. Và mỗi người, mỗi phương. Con ở một phương, cháu ở một phương, ông ở một phương, bà ở một phương. Đường ai nấy đi. Đó là sự cuối cùng mà Kinh Thánh chép. Sự cuối cùng nó là như thế. Cho nên anh chị em nhìn thấy ba cái lĩnh vực này, nó có một cái điểm chung, phải không ạ? Nó có một điểm chung là gì? Nó giảm dần đều. Cuộc sống chúng ta cứ giảm dần đều. Sức khỏe giảm dần đều. Tài chánh giảm dần đều. Gia đình sao ạ? Giảm dần đều. Nó có một điểm chung. Đó là sự rủa sả. Còn phước hạnh của Đức Chúa Trời thì sao anh chị em? Tăng. Tăng dần. Có thể tôi khởi đầu rất nhỏ nhưng mà càng ngày càng tăng. Bắt đầu một hội thánh 2-3 người nhưng mà vài năm sau thì sao? Đầy người. Bắt đầu một doanh nghiệp có thể là thu nhập có thể là vài triệu một tháng thôi, nhưng mà vài năm sau thì sao? Vài tỷ một tháng. Cho nên Đức Giê-va làm mọi sự đều tốt lành. Và nguyên tắc của Đức Chúa Trời luôn là nguyên tắc nhân lên. Nhân lên. Ngài luôn luôn chúc phước cho cây cỏ, hãy sinh sản ra. Ngài luôn luôn chúc phước cho muôn thú, hãy sinh sản ra làm cho đầy đất. Ngài chúc phước cho con người, hãy sinh sản ra làm cho đầy đất. Cho nên ba lĩnh vực này, nếu trong đời sống của mình
mà mình không thấy cái sự sinh sản ra. Thì đích thầy anh chị em à, phải cột rối những con quỷ ở trong lĩnh vực này. Chắc chắn luôn. Tôi đã từng giải cứu cho nhiều cái trường hợp rồi. Và quỷ nó nói luôn chứ. Nó nói luôn. Nó nói là tao ở trong này là tao phá nó. Tao phá cho nó cho đến khi nó còn hai cái con số 0 thôi. Nó ác vậy đó. Bên TV vô xem cho em bật lên sẽ thấy. Đặt tay lên cái quỷ nó lên. Ông hỏi mày làm gì? Tao làm cho nó zero, zero, zero. Ôi, quỷ nó cũng biết số zero. Khủng khiếp lắm. Cho nên chị em ơi, không đùa đến chuyện này được. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, nếu đời sống chúng ta không được giải cứu, nếu những con quỷ không bước ra khỏi đời sống chúng ta, chúng ta không sống được một cuộc đời như Chúa muốn đâu. Đó là sự thật. Chúng ta có thể nỗ lực, chúng ta có thể cố gắng, chúng ta có thể cố gắng làm đẹp lòng Chúa, chúng ta cố gắng đi nhà thờ, chúng ta cố gắng tham gia vào chức vụ nọ chức vụ kia, nhưng mà bù vào đó không có sự thỏa lòng, nhưng mà tràn đầy áp lực và nước mắt. Chúa không muốn chúng ta sống như vậy. Chúa muốn chúng ta đổ mồ hôi cho Ngài. Chúa muốn chúng ta vừa phục vụ Ngài mà vừa hát ca ngợi Ngài. Chúa muốn chúng ta vừa làm việc Ngài mà lại vừa tôn vinh danh Ngài, vừa vui mừng chia sẻ phước hạnh cho người khác. Amen chứ em. Cho nên tôi không chấp nhận cái kiểu hầu việc Chúa mà thôi. Ôi những bắt tay anh đồng lao. Lao gì ở đây? Lao khổ à? Đồng lao. Không có lao khổ. Dĩ nhiên tôi không nói này là tôi đồng lõa với sự lười biếng. Nhưng không, tôi không phải đồng lõa với sự lười biếng. Nhưng ý tôi nói rằng chúng ta phục vụ Ngài trong phước hạnh là chúng ta phục vụ Ngài bởi sức mạnh của Thánh Linh Ngài. Chúng ta làm việc bởi năng lực của Ngài chứ không phải của chúng ta. Có ai mà nỗ lực chữa bệnh cho người khác được không? Tôi đố á, anh nỗ lực từ sáng anh chiều chữa đi à, rồi có ai nỗ lực đuổi quỷ cho người khác được không? Tôi đố anh nỗ lực á, la hét đi các kiểu đi, nó cười cho. Cho nên nếu cũng vậy trong những lĩnh vực khác, trong tài chính, trong gia đình, trong kinh doanh, trong tất cả mọi thứ, anh chị em phải để cho thần của Ngài vận hành qua mình. Khi Ngài đụng đến thì mọi sự tự động nó nhân lên. Và muốn được điều đó, anh chị em phải được tự do. Tiên tri TB Jose nói rồi, một người chưa được tự do thì không thể nào tiếp cận với quyền năng của Đức Thánh Linh. Không thể. Tiếp cận ở đây có nghĩa là sử dụng. Sử dụng à, cho nên không thể. Bởi vậy anh chị em à, qua bài chia sẻ này, tôi muốn nhắn nhủ đến anh chị em điều gì? Thứ nhất, tất cả những sự đau khổ trên thế giới này mà anh chị em nhìn thấy là hậu quả của sự rủa xả. Thứ hai, một lẽ thật thứ hai, đằng sau của mỗi sự rủa xả luôn có những tà linh hành động. Luôn luôn. Luôn luôn à, đằng sau à. Và hậu quả của việc bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời chính là đưa sự rủa xả vào đời sống của chúng ta à. Ba cái điều đó anh chị em. Bất tuân, mở cửa giống như cái đập đó, vỡ đi thì sự rủa xả tràn vào, quyền lực Satan tràn vào, và nó làm cho cuộc đời của chúng ta bắt đầu những chuỗi ngày mệt mỏi, yếu đuối, thất bại, đau đớn. Cho nên hỏi anh chị em, bất tuân ở đây là gì? Bất tuân ở đây theo như đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc á, 28 đó à. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong câu thứ 13-14, nếu ngươi nghe theo các điều răn Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngày nay ta truyền cho ngươi, gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây bên hữu bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác,
thì Giê-hô-va sẽ đặt ngươi đằng đầu chứ không phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao chứ không phải ở dưới thấp. Sự bất tuân ở đây có thể nói điểm thứ nhất là gì? Sự bất tuân ở đây có nghĩa là tà thuật. Tà thuật. Tà thuật là gì anh chị em? Thờ thần khác, thờ người chết, thờ ma lạy quỷ, tôn giáo giả mạo, đình chùa miếu mạo, tượng các loại. Khi chúng ta từ bỏ Chúa, khi chúng ta không biết Chúa, khi chúng ta vô tình hay hữu ý, chúng ta đi cầu hỏi và tiếp xúc với Satan, là chúng ta mở cửa cho quyền lực tối tăm đến. Đó. Và điều này đúng cho gia đình, cho cá nhân, cho cả quốc gia nữa. Và sự bất tuân mạng lệnh còn gì nữa anh chị em? Đó là không phục vụ Đức Chúa Trời. Không phục vụ Chúa. Có nghĩa là khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự và chúng ta sung túc rồi, chúng ta nói rằng thôi, bây giờ phục vụ Chúa chán lắm, tôi không phục vụ Chúa nữa. Và đó cũng mở cửa cho quyền lực tối tăm bắt đầu đi vào. Tôi có thể đọc một cái câu kinh thánh, nó ở trong đây, có câu kinh thánh đó. Câu kinh thánh đó nó nằm ở đâu để tôi đọc cho anh chị em nghe nha. Cũng trong chương 28 này thôi. Chờ chị xíu, kiên nhẫn một chút xíu nha anh chị em. Tôi sẽ đọc câu đó để mình biết cái lẽ thật này. Câu 47 anh chị em nha. Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi. Họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi. Anh em tham câu 47. Điều cuối cùng, cánh cửa nào mở cho sự rủa xả? Đó là sự thiếu hiểu biết lẽ thật. Satan là kẻ không có tử tế gì đâu anh chị em. Nó có thể nhập vào một đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Satan là mafia của thế giới thuộc linh, nó không có tử tế gì hết á. Đứa trẻ nằm trong bụng mẹ mà có cơ hội, nó vẫn nhập vào để hành hại đứa trẻ đó. Cho nên nó lợi dụng sự thiếu hiểu biết của chúng ta để nó lừa chúng ta, và nó đưa chúng ta bước vào con đường sống một đời sống trái ý của Chúa. OC câu 4, đoạn 4 câu 6 chép: dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết. Bị diệt vì thiếu sự thông biết, thiếu lễ thật. Cho nên tôi nhắc lại nè, có ba cánh cửa mở cửa cho quyền lực tối tăm, kể cả con cái của Chúa. Thứ nhất là gì? Thờ tà thần. Anh em đừng tưởng rằng con cái Chúa không đi sang Thái Lan xin bùa nhé anh chị em. Tôi biết có người đấy làm ăn Chúa chúc phước kém quá, cho nên sang Thái Lan làm cái bùa về cho nó làm ăn cho nó khá. Anh em đừng tưởng con cái Chúa không có người sang Thái Lan xin bùa để chữa bệnh nha anh chị em. Ôi cầu nguyện mãi Chúa không chữa thôi, sang đó kiếm thầy bùa không chữa cho nó nhanh. Có. Và khi làm những điều đó, quyền lực của sự rủa xả đổ vào đời sống như thác lũ. Điều thứ hai, đó là không phục vụ Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa cơ hàn, khi chúng ta đến với Chúa trần truồng, để rồi Đức Giê-hô-va ban phước cho mình được dư dật, mình được thoải mái, mình được đầy đủ nhà cửa xe tiền bạc, sau đó mình nói thôi, tạm biệt Chúa nha, con đi làm con đường của con cái đã, Chúa tính sau đi. Và khi mình nói câu đó, khi lòng mình nói câu đó, mình mở đập ra, bắt đầu xả lũ,
Em biết rồi đó. Lũ mà nó xả xuống thì không còn một cái gì cả. Đời sống chúng ta bắt đầu đi xuống. Và cái thứ ba anh em ghi nhớ ha, đó là sự thiếu hiểu biết. Rihab Bonnke nói rằng cơ đốc nhân thất bại nhất là cơ đốc nhân không đọc kinh thánh. Đọc kinh thánh, cứ tin Chúa đi nhà thờ thôi, còn hỏi sách này có bao nhiêu quyển không biết, Tân Ước bao nhiêu cuốn không biết, không bao giờ đọc, không bao giờ nghe, không bao giờ nghe một cái gì cả, chỉ biết đi nhà thờ thôi. Anh chị em à, sống thế thì miếng mồi thơm của Satan. Câu cá nó có miếng mồi thơm, cá bù nhiều lắm. Và anh chị em sống cuộc đời đó, Satan nó bù nhiều lắm. Và làm đầy tớ cho Satan. Cho nên anh chị em ơi, ghi nhớ những điều hôm nay tôi chia sẻ. Và giờ này anh em hãy bắt đầu kiểm tra đời sống của mình. Tôi muốn hôm nay tôi cầu nguyện và tôi thấy rằng Chúa muốn cầu nguyện cùng với anh chị em. Tôi tin rằng Chúa Trời sẽ hành động buổi sáng hôm nay để xử lý tất cả những gì cần xử lý, để giúp cho tất cả anh em mình có một đời sống hanh thông, khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc tại chính ngôi nhà của mình. Anh chị em ơi, không có con đường nào khác, đó là con đường Chúa Giêsu. Để trên con đường đó tất cả anh em mình được tự do. Không có cái thuốc nào khác ngoại trừ huyết của Chúa Giêsu. Để huyết đó mà tội chúng ta được tha thứ, tổ phụ chúng ta cũng được tha thứ, tất cả gia đình chúng ta được tha thứ, và chúng ta được tinh sạch trước mặt Ngài. Cũng không có một cái sức mạnh quyền năng nào để giữ chúng ta đứng vững, ngoại trừ lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Cho nên tôi muốn giờ này cả hội chúng của Chúa chúng ta đồng đứng nè. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện.